Xin chào các em Chúng ta sang bài mã số ID là 004 Bài toán này là bài toán tìm tên nguyên tố Khi biết hợp chất của nguyên tố đó với oxy và với hydro Thế thì bài toán này không có gì khó khăn cả Các em xử luôn Người ta cho công thức của oxit là RO3 Tức là R thể hiện hóa trị 6 Kết quả thầy có là RO3 Thì suy ra hợp chất với hydro của thầy Nó thể hiện hóa trị 2 Vậy R là RH2 Đề thi cho phần trăm của Hero là 5,88 và kết quả thầy có phương trình với nó là 2 chia cho M của R cộng với 2 thì bằng 5,88 chia 100 từ đó giải phương trình tìm ra M của R sẽ bằng xấp xỉ là 32 dvc như vậy nguyên tố R cần tìm ở đây chính là nguyên tố lưu huỳnh ở đây người ta yêu cầu là tìm M lớn thôi như vậy khối lượng mol của R ở đây thì có là 32 dvc đáp án là a